Vâng, thì trước mắt các bác đây đó chính là mẫu nghê đỉnh phượng cột 12, hàng xóm món gồm một đòn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn và kệ tivi đồng tiền lồi ở giữa với cùng chất liệu là gỗ mun đôi công các bác nhá. Thì em sẽ đi sâu vào bộ bàn ghế trước và báo giá luôn bộ bàn ghế riêng và kệ tivi riêng các bác nhá. Bộ bàn ghế em sẽ báo giá trước và kệ tivi em sẽ báo giá sau. Và bộ sản phẩm này hàng xóm món, hàng là hàng trương liền, vách liền, tê liền, ván hai phân, khuôn tranh 4 phân, cổ chỉ 3 tầng. Em phải nói thật sự rằng là liền từ trên xuống dưới, VIP từ trên xuống dưới luôn và giá cực sốc. Các bác có tin được không? Giá chỉ có là 41 triệu cho cái bộ sản phẩm này thôi. Cho cái bộ bàn ghế này. Đấy, bộ bàn ghế em sẽ báo giá trước này, kệ tivi thì em sẽ báo giá sau các bác nhá. Đó, giá chỉ có 41 triệu cho cái bộ bàn ghế nghê đỉnh phượng này này. Gỗ mun đôi công và kệ tivi em sẽ báo giá sau. Bộ ghế 41 triệu các bác nhá. Đấy. Đây.